Mến chào tất cả cô chú anh chị nha. Thì ngày hôm nay em quay cho cô chú anh chị mình xem một cái miếng đất vườn có nhà ở cấp 4, tọa lạc tại là ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện, Lộc Ninh, Bình Phước. Thì hiện tại ở đây là miếng đất của mình, là trên đất là hiện hữu một căn nhà cấp 4 nè. Ở đây của mình là có gần 7 mét mặt tiền đường nhựa nha. Đây mặt tiền đường nhựa là cô chú anh chị, mặt tiền đường nhựa liên thông đó. Thì kế bên đây là mình có một cái con đường đất đi xuống vườn, và nó nở hậu ra là gần 8 sào đất nha, 8.000 mét vuông. Thì ở đây nè, cái mặt tiền này của mình á, là gần 7 mét. Và ở đây hiển thị thêm là khoảng là đâu đó là 80 mét mặt tiền đường đất hiện hữu nữa. Thì con đường này sắp tới đây cũng mở rộng của chú anh chị, sẽ ủi lớn ra luôn. Trên hiện tại là có hiển thị hết nha. Thì mời cô chú anh chị cùng xem vào đất nè. Thì đất của mình nó là có là trồng là 300 cây giá tỷ và 500 cây cao su. Và trên đất một căn nhà cấp 4 thích hợp cho ở đầy đủ hết luôn. Ở đây trước mắt là cây sa ri vào trồng trước không gian trước của mình nè. Vào. Nói chung cái này xe hơi chạy vào được nha. Xe hơi chạy vào thoải mái. Cây sa ri. Ở nhà của mình là có một căn nhà cấp 4 hiện hữu. Ở đây thì trường còn đồ, mua miếng đất này trường còn đồ. Mua 2 năm nữa là đây căn nhà cấp 4 này. Của mình có 2 phòng ngủ, bếp đầy đủ. Nhà cửa cũng còn mới. Làm hết nhiêu tiền anh? 200 triệu hả? Này anh làm lâu chưa? Nhà làm lâu chưa? Đây nội thất thì anh sẽ để là hết nha, chỉ mang đúng tu thời thôi. Của mình này, trong đây là vào là có 2 phòng ngủ nè, không gian khá là rộng rãi luôn. Đây một phòng ngủ ngay đây. Và kế bên đây của mình là có một cái phòng ngủ nữa, nhưng mà này là để cho rộng nha, không có làm cửa, để cho bé cháu nó học bằng học đây cho sáng. Nếu mà tính đây luôn nữa thì thành 3 phòng nha cô chú chị, 3 phòng ngủ luôn. Đó, thì bây giờ điều kiện ảnh cần phải đi về quê để mà về mà chăm sóc vấn đề, nói chung là viện chuyện gia đình á, cho nên cần nhượng lại cái miếng này. Nói chung là ở đây cô chú anh chị mình á, về sở hữu cái miếng này á, là sẵn nhà cửa để ở, sẵn cây để mà mình chờ thu hoạch. Nói chung là cực kỳ hợp lý luôn, không phải làm thêm vấn đề nữa hết. Còn phía sau thì ảnh trước đó có làm chuồng nuôi dê. Đó, thì bây giờ cô chú anh chị mình muốn chăn nuôi cái gì đó thì mình cứ tái tạo là mình làm. Nói chung là ở đây thì hiện tại là giá gia chủ đang mong muốn cái miếng vườn này á, là giá hiện tại luôn là 1.6 tỷ, là giá chốt chủ cần bán đúng cái giá đó. Đó là giá là dạng như là hạ giá luôn đó, hạ đúng cái giá bán thôi đó. Đó cái là bắt đầu phía đây mình sẽ đi ra phía sau quay chi tiết. Đây cái nhà mặt ngoài của mình nè. Ở phía sau thì đã trồng cao su lên cao như thế này luôn là 500 cây nha cô chú anh chị. Đây nhà nó bồn nước đầy đủ nè. Phía sau thì chuồng dê ngày trước lớn lắm, bây giờ trồng thì còn lại được một cái gian nhỏ thôi. Đây cao su to hết nè. 300 cây giá tỷ cũng đã lớn rồi. Đất mình khá là bằng phẳng của chú chị. Phía trước của mình á là một căn nhà thì đã sẽ có là chỉ có tầm là gần 7 mét mặt tiền đường thôi. Và phía sau này á là nở ra một cái miếng sổ này vuông vức luôn. Là nó được gần 8 sào, 8.000 mét vuông. Đó, và phía bên hông đó là một con đường đất. Con đường đất đó là hiển thị luôn. Là từ đầu đường nhựa xuống hết cái ranh đất luôn là gần 80 mét đường đất đó. Nói
nhìn bên ngoài thực tế là rất là đẹp. Cô chú anh chị mình có nhu cầu mà mua một miếng đất để làm của gần trung tâm thị trấn thì cái miếng này hợp lý nha cô chú anh chị. Ở đây thì cái vị trí của mình là cách di chuyển khoảng độ là 1 km là mình sẽ ra tới là trung tâm của xã Lộc Thiện, ủy ban nhân dân, trung tâm chợ, dịch vụ tiện ích các loại luôn. Là mình di chuyển khoảng 1 km và di chuyển khoảng 4 km là mình tiếp cận được trung tâm thị trấn Lộc Ninh. Các dịch vụ tiện ích đặt đầy đủ hết luôn. Ở trung tâm thị trấn nha cô chú anh chị. Đó, trung tâm thị trấn Lộc Ninh. Và nếu cô chú anh chị mình ở Bình Dương thì di chuyển giùm em là 90 km. Và thành phố Hồ Chí Minh thì là 130 km nha cô chú anh chị. Phía sau này là mình có một cái ao. Cái ao này là để ao tưới. Ngày trước là nhà có trồng tiêu nha cô chú anh chị. Ngày trước của mình á là trồng tiêu. Đó thì hết cái bờ ranh của mình nè, giá trị như thế này nè. Đó, nguyên một cái vườn giá trị như thế này. 500 cây giá trị như thế này nha cô chú anh chị. Đó, quá đẹp luôn, bên ngoài thực tế quá đẹp. Đó, giá trị rồi nhìn ra cao su nè. Đó, xong đến là căn nhà, nhìn lên căn nhà của mình. Đó, tuyệt vời. Đất bằng trang nha. Cái phía sau của mình á là giáp con suối. Mà con suối này hiển thị suối nhưng mà suối nhỏ thôi. Đây là cái cô chú anh chị thấy nè, em bước xuống thì nó hơi bất tiện, em quay cho cô chú anh chị cho nó ngắn gọn á, để đi mà em đi vòng xuống thì mất cái thời gian của cô chú anh chị mình xem ha. Thì cái đường đó, cái đường mà em nói hiển thị mà 80 mét đó là đường liên thông vào trong phía trong này là có một cái khu dân cư trong đó nữa. Thì con đường này á, hiện tại ngay chỗ bờ suối này nó chỉ có một cái con cầu nhỏ đi qua thôi. Thì sắp tới đây á là đã họp dân và mở rộng con đường đó thì lại đất mình á là lại đầy đủ điều kiện hai mặt tiền lớn ha. Đó, suối thì hiện tại là hiển thị trên sổ là suối. Đó, nhưng mà bên ngoài thì nó không có lớn, nó như một cái mương thôi. Đó. Giống ranh giới của mình thôi, trên đất của mình là ao của ao nè. Giá của chủ hiện tại đang rao bán giá chốt luôn là 1 tỷ 6 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm thì cứ vui lòng liên hệ cho em sang. Qua số điện thoại đang ghim trên màn hình. Kết bạn Zalo, em gửi đầy đủ thông tin. Sổ sách cũng như giá cả cập nhật đúng cái thời điểm cô chú anh chị mình quan tâm luôn. Thì số điện thoại của em là 0974 872 503. Rất mong được hợp tác cùng quý cô chú anh chị gần xa. Nếu như video này có cái vấn đề gì mà cô chú anh chị còn thắc mắc mà em chưa chia sẻ, chưa nói trên video thì cô chú anh chị cứ vui lòng để bình luận comment bên dưới hoặc là nhắn tin gọi điện cho em. Thì em sẽ tư vấn cho cô chú anh chị mình là đảm bảo là nhiệt tình 24/24 luôn nha. Và như cái miếng đất này mà cảm thấy là cô chú anh chị mình nhu cầu đã chưa có đúng nhu cầu thì cô chú anh chị mình cứ lướt thêm những cái video của em bên kênh ở dưới á, là có nhiều cái video nữa về những cái miếng đất em chia sẻ, miếng nào mà phù hợp với ý thích và điều kiện tài chính của cô chú anh chị mình thì cứ vui lòng liên hệ cho em. Thì em sẽ tư vấn ngay cái miếng đất đó hoặc là em sẽ tìm đất theo đúng cái nhu cầu mà cô chú anh chị mình đang cần. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã luôn quan tâm và theo dõi kênh của em sang. Thì nếu yêu thì vui lòng cho em xin là một like và một đăng ký. Nhớ nhấn chuông để mà không bỏ lỡ những cái video mà em cập nhật lên nha cô chú anh chị. Những cái video của em quay lên á thì ở thời điểm này á là toàn bộ là những cái video là về những cái miếng đất mà nó đẹp mà đặc biệt là giá nó rẻ. Giá nó cực kỳ rẻ ở thời điểm luôn. Đó thì em sẽ chia sẻ lên cho cô chú anh chị mình xem. Rồi thì đến đây thì em xin dừng cái video này tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong những cái video clip tiếp theo. Xin chào và cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm. Chúc cô chú anh chị mình một ngày thật là vui vẻ, an lành và luôn thành công trên cuộc sống. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.